Xin chào, Minh Xù xin chào mừng tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Sàn đấu ngôi sao. Và ngay bây giờ hãy cùng Minh Xù gặp gỡ với 4 vị khách mời đặc biệt này nhé. Đầu tiên, đội thứ nhất xin được giới thiệu nghệ sĩ Long Nhật cùng với diễn viên Hải Yến. Sau một khoảng thời gian xa cách, bây giờ anh sao rồi? Nữ trang còn nguyên diện. Rồi, bây giờ mình gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả nha. Long Nhật xin gửi đến toàn thể quý vị khán giả khắp bốn phương lời chúc sức khỏe, lời chào yêu thương, bình an và may mắn hạnh phúc. Em gái nói đi. Dạ, hãy xin kính chào quý vị khán giả. Chúc quý vị khán giả xem truyền hình bình an và hạnh phúc, mạnh khỏe, vui tươi. Vậy được. Vâng, quý vị thân mến, đây là đội đầu tiên. Và đội thứ hai sẽ đối đầu cùng với anh Long Nhật cùng với chị Hải Yến. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Trịnh Tú Trung cùng với diễn viên người mẫu Đặng Đức Mai. Wow. Hình như có gì sai sai. Đi qua đây với bạn mình giới thiệu về đội mình. Vô. Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sàn đấu ngôi sao. Hôm nay Tú Trung rất vui khi được quay trở lại với chương trình. Lần trước Trung là người chiến thắng mọi người ạ. Wow. Và hy vọng là việc đó sẽ được lặp lại vào ngày hôm nay. Nhưng mà sao ạ? Đối thủ của mình là nghệ sĩ Long Nhật thì anh nghĩ đi. Đức ơi, em có muốn nói gì không? Tự nhiên nó tức ngang vậy. Đây ta là đối thủ đáng gờm của mình. Không, mà đây nhà em nói khác. Em nói là em muốn được gặp anh Long Nhật vì lý do gì? Em rất là thần tượng anh Long Nhật. Quá ôm cái. Trời ơi, anh em với nhau. Anh ơi, ôm lại. Cái hình ảnh này sao nó giống ba con quá. Không phải ba con. Không phải ba con mà là lòng mẹ bao la. Và bây giờ thôi mình đặt tên đội đi, để cho một cái tên chiến thắng khi mà đọc lên nó oách, hiểu không? Đội nhà mình tên gì ạ? Tên của hai đứa mình là Trẻ Mãi. Đúng rồi, mình Trẻ Mãi. Đội Trẻ Mãi nha. Dạ, đội thứ nhất đội Trẻ Mãi. Còn đội nhà mình? Dạ, đội của tụi em tên là Mong Trưởng Thành. Cũng được đó. Đi về chỗ luôn, mình chuẩn bị chơi luôn. Về chỗ luôn, chơi. Trời ơi, quý vị, hát rồi chơi đã về vị trí, sẵn sàng với Sàn đấu ngôi sao tuần này. Quý vị thân mến, chúng ta đang trong những giây phút khởi động đầu tiên của Sàn đấu ngôi sao. Vòng đầu tiên với tên gọi nhanh tay, lẹ mắt. Chủ đề của tuần này đó chính là Ngày Xưa Ơi. Và bây giờ sẽ là món quà đầu tiên. Tụi em đã lựa một bức đẹp nhất của nghệ sĩ ẩn danh để tặng cho mọi người dự đoán. Dạ, xin mời, coi kỹ nha. Một lần duy nhất. Hết. Em thấy giống anh. Bên này rất tập trung của quý vị. Dạ, xin mời 6 bức hình. Sau khi mở ra cái này mình mới chơi. Đó thì chưa chơi mà. Em nói nó hết rồi mới bấm. Vì ham chơi quá à. Bấm đại vậy đó, bấm đại hết. Đúng rồi. Trời ơi. Chúc mừng đội Trẻ Mãi, mình có lượt, mình chọn ô số mấy ạ? Em chọn ô số 2 đi. Ấn đằng sau mảnh ghép số 2, chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. Trong ca khúc Tình Thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, khi chàng trai nhớ về mối tình thơ đã nhặt cái gì? Có 3 gợi ý nha. A. Hoa phượng, B. Lá vàng, C. Lưu bút. Hết. Xin mời hai anh chị. Hoa phượng, nhặt lá phượng rơi. Đáp án của chương trình em chưa công bố vội. Em hỏi bên đội nhà mình. Nếu được như lắm. Được lựa chọn. Bây giờ lá vàng hay là lưu bút? Nhặt lá vàng rơi. Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Đó là câu hát luôn. Và đáp án của chương trình là nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Đội bên này trả lời đúng có 10 điểm. Dạ, cảm ơn. Và ô số 2 mở. Rồi, thấy được cặp giò. Ai là người mang đôi giày này? Đi truy tìm giùm em. Mình có đoán được không? Không đoán được chơi tiếp. Chơi tiếp chứ. Rồi, mình chơi tiếp thì mình sẽ giành lượt lại hết. Chúc mừng. Trời, em làm chứng không? Em làm chứng anh nhấn bung cái bàn nó không có kêu không? Chúc mừng đội Mong Trưởng Thành có lượt. Mình lựa chọn ô số mấy ạ? Số 4 ạ. Số 4 nha. Rồi, đằng sau ô số 4 sẽ là một đoạn video clip gợi ý dành cho đội nhà mình. Xin mời. Xe đạp ơi vừa rồi, câu hát tiếp theo sẽ là gì? A. Nhớ khi xưa anh chở em. B. Nhớ khi xưa bao mộng mơ. C. Nhớ khi xưa bao hồn nhiên. 15 giây bắt đầu. Dạ, đáp án đó là Nhớ khi xưa bao mộng mơ á. Tại vì Vinh Phương Thảo Ngọc Lễ là thần tượng của em mà, từ nhỏ tới lớn nghe em thuộc cái bài này dữ lắm á. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. 20 điểm và ô số 4 mở. Thấy cái bóng đèn thấy gì đâu. Ba mình không đoán được, mình chơi tiếp. Dạ chơi tiếp à. Chơi tiếp thì chúng ta sẽ được quyền nhấn chuông lại. Em hay nói cái từ đó nó xuất hiện bất kỳ lúc nào trên sân khấu này hết. Thì đó, chúc mừng. Mời đội Trẻ Mãi chọn ô ạ. Số 3. Ô số 3. Và sau ô số 3, chúng ta sẽ có một đoạn video clip gợi ý. Xin mời. Và video clip đã hết. Chương trình có một câu hỏi như sau. Tại vì đoạn nhạc vừa rồi anh Nhật ơi, chị Yến ơi, là chương trình thách đố làm tour nhạc ngược lại, cho nên mình nghe nó hơi lạ. Nhưng mình phải đoán đây là bài hát nào. A. Yêu. B. Tình ơi. C. Cà phê buồn. 15 giây bắt đầu. Yêu. Anh chốt không ạ? Chốt. Chốt luôn. Chốt. Bài Yêu của Việt Quân. Đây là một đáp án hơi sợ nhưng chính xác. Chúc mừng. Hoàn toàn hợp lý. 10 điểm đầu tiên. Chúc mừng. Mình đã có lượt đoán. Xin mời ô số 3 mở. Mình có dự đoán được mở tiếp hay là coi đoán? Tùy anh. Anh quyết định đi ạ. Đội nhà mình quyết định đoán hay mình chơi tiếp. Chơi tiếp. Chơi tiếp. Và chúng ta giành được lại. Sau khẩu lệnh hết của em là mình cứ bấm chuông thôi. Chúc mừng ạ. Dạ đội Trẻ Mãi có chuông ạ. Và bây giờ đội nhà mình muốn mở ô số mấy ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, số 6. Số 6 nha. Đằng sau ô số 6 sẽ có một đoạn video clip gợi ý như sau. Xin mời. Hết à. Ca khúc này là ca khúc nào? Có 3 gợi ý. A. Quê hương tuổi thơ tôi. B. Bài ca dao đầu đời. Và C. Mẹ là quê hương. Anh trả lời luôn. Dạ. Bài này là bài Quê hương tuổi thơ tôi. Quê hương tuổi thơ tôi. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ. Những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Dạ, mình có 10 điểm nữa. Vô. Và ô số 6 mở. Cũng là cái giò. Lại một cái giò anh ơi. Nếu như trả lời đúng nghệ sĩ ẩn danh là ai thì chúng ta sẽ có 50 điểm kèm theo 2 ô chưa mở là 70. Và quyết định của đội mình là ca sĩ. Nếu trả lời sai sẽ mất lượt trả lời luôn nha. Được không anh? Chơi luôn đi. Chơi luôn nha. Theo cái sắp xếp của anh Nhật và cái kinh nghiệm của anh và một cái gì đó nó mách bảo thì anh đoán ở đây là người em trai thân thương đồng nghiệp của anh Nhật, nam ca sĩ Việt Quân. Dạ. Và đáp án này có mang về điểm số thật cao cho đội mình hay không? Xin được chúc mừng, hoàn toàn chính xác. Yeah. Em hiểu là lý do vì sao mà anh Nhật xúc động đến như vậy. Tại vì ca sĩ Việt Quân của chúng ta cũng không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng mà trong lòng của tất cả quý vị khán giả thì anh vẫn luôn còn ở đó với rất nhiều những ký ức thật đẹp về âm nhạc mà anh đã cống hiến cho Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà Minh Xù nghĩ rằng là chúng ta vẫn phải vui khi ca sĩ Việt Quân là nghệ sĩ ẩn danh tuần này đã mang lại may mắn cho đội Trẻ Mãi. Đội mình cộng thêm được 70 điểm nữa. Điểm số hiện nay đang là 90. Chúc mừng. Và thật sự là bọn em cũng có một ký ức rất là vui với ca sĩ Việt Quân tại cái sân chơi này luôn. Anh ấy đã từng tham gia Sàn Đấu Ngôi Sao của chúng tôi. Và đó là một ký ức rất đẹp. Và ngày hôm nay, hơn một lần nữa chúng ta sẽ tưởng nhớ về ca sĩ Việt Quân. Nhớ thương con đây, tháng năm đồng đầy, khát khao vòng tay, ấm êm từng đêm. Cách xa từ nay, sắc hơn thao gầy, còn lại bao vây. Và chúc mừng cho đội Trẻ Mãi đã là đội chiến thắng trong vòng thứ nhất này. Và đội Mong Trưởng Thành chúng ta chưa chiến thắng trong vòng 1 nhưng chúng ta có 20 điểm. Chúc mừng. Và ngay bây giờ xin mời hai đội chơi với tất cả quý vị khán giả, chúng ta hãy đến với vòng thứ hai với tên gọi Ngôi nhà của sói xứ mời. Quý vị thân mến, đây là ngôi nhà của sói. Hú lên nào sói ơi. Quá ghê, quá sợ. Nhưng hãy vượt qua nỗi sợ đó anh Nhật à, chị Yến à. Em muốn gặp ai? Dĩ nhiên là hoàng tử Qatar, trai rồi. Nhưng biết đâu được, trên đường đời tấp nập, ta ngã sập vô cái cửa sai. Đó, thì gặp con sói. Rồi, thì lúc đó xui. Và bây giờ, 3 câu hỏi dành cho đội trẻ mãi. Bắt đầu, câu hỏi đầu tiên sẽ có một đoạn video clip gợi ý nha. Xin mời. Gầy trong ướt áo xa lời hứa khi xưa. Bài hát Ngày Xưa Ơi vừa rồi cho Minh Xù hỏi, với đoạn video clip gợi ý, từ xa được lặp lại bao nhiêu lần? A. 6 lần, B. 7 lần. 6 thì A, 6 lần hả? 7 là B. Vậy anh chọn đúng không? Anh chọn phải không? 6 lần hả? Anh Nhật chọn đúng không? Anh Nhật vô đây. Chị về bệnh. Rồi. Mời anh. Mở ra hả? Mở ra. Mở cửa ra. Đi vô. Ông sói gì kỳ vậy? Đi vô. Anh Nhật, đáp án anh đúng rồi. Là 6 mà sao tự nhiên thả sói ra? Nó ra trước. Dạ xin lỗi là sói nhà em được dạy dỗ không có được rõ ràng á, em kêu nó đừng có ra mà nó vẫn muốn ra cắn con không. Các bạn đúng chính xác, chúc mừng nhà mình có 20 điểm. Đi vô luôn. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo, cũng sẽ có một đoạn video clip gợi ý. Xin mời. Cái này là Kim Khiết Đồng. Vâng. Gợi ý như vậy thôi, nhưng mà mình phải đoán nha. Đây là bài hát gì? A. Góc phố dịu dàng, B. Một thuở yêu người. Anh biết bài nào không? Hơi góc phố dịu dàng, còn một thuở yêu người. Dạ, một thuở yêu người. Vô. Hơi góc phố dịu dàng. Góc phố dịu dàng. Là cô đúng, nhưng mà thằng bé này bé gì đúng chạy ra đúng chị, chính xác. Đó là lần 1 thôi, lần 2 là... sói có 20 điểm, chúc mừng. Trời ơi rồi, vô. Đáp án chính xác của chương trình đó chính là ca khúc Một Thuở Yêu Người. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mong đẹp bữa ngỡ dìu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở đến người. Còn một cơ hội nữa rồi, chơi nha. Rồi vô đây. Rồi, và bây giờ sẽ là đoạn video clip cuối cùng trong lượt của đội trẻ mãi. Xin mời. Dạ, chuẩn bị hát thì clip hết rồi, nhưng mà chúng ta phải đoán đây là bài hát nào. A. Nỗi buồn hoa phượng, B. Phượng buồn. Mời Yến. anh đến với em vào một chiều đẹp nắng đỏ, một ngày phương hồng thắm qua bông. Đẹp ơi ơi, không bây giờ mình chọn cái cửa chứ mình không ai ra chọn, mình chọn cái cửa giùm em. A là gì? A là gì? A nỗi buồn hoa phượng, B phượng buồn. Rồi, nỗi buồn hoa phượng. Rồi bây giờ cuối cùng là đúng hay sai? Chứ bây giờ câu nào ông sói cũng ra, rồi anh cũng ra hết á. Câu này sao? Đây là bí thuật của team em. Ủa ra cuối cùng đúng hay sai vậy? Mời anh Trung. Tôi vẫn chưa biết. Đây. Câu trả lời của đội bạn là câu trả lời chính xác. Âm nhạc lên. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, 90 ngày qua chứa chan tình thương. Dạ hết rồi. Ok, lượt 1 đã kết thúc và điểm số hiện nay như sau. Đội Trẻ Mãi đã có 130 điểm, chúc mừng. Và đội Mong Trưởng Thành hiện nay đang có 40 điểm thôi. Chúng ta đang rất chờ đợi sự lội ngược dòng của đội Mong Trưởng Thành với màn hóa thân sau đây. Xin mời. Quý vị thân mến, đây là lượt thi đấu của đội Mong Trưởng Thành mà cái khuôn mặt này nó đang hơi chán nản tí xíu. Anh Trung, với hình tượng này anh đang có cảm xúc gì ạ? Thấy cái màu tím không? Màu tím, màu mơ. Không, màu tím là buồn. Màu tím buồn. Buồn hiu luôn, thật sự là bộ đồ nó thể hiện cảm xúc à. Tự nhiên chưa bao giờ chơi game mà thua vậy luôn á. Nhưng mà mình hãy nghĩ tới một cái màu đó, cái điểm nó cũng màu tím. Sao vậy? Sụi bậy đuổi vậy? Chương trình gài em. Xin mời đội Mong Trưởng Thành chúng ta lắng nghe câu hỏi số 1. Xin mời video clip. Đoạn nhạc vừa rồi đã kết thúc. Hãy dự đoán ca sĩ sẽ hát bài hát nào? A. Cô gái đến từ hôm qua. B. Nhớ gấp ngàn lần hơn. Hết. Đức chọn đi, cho em một niềm tin đó. Và đây là một đáp án. Ủa khoan nha, khoan nha, Tối ơi, Tối ơi, bé ơi, bé ơi, bé mở này nè. Rồi quay về phía trước nè, bé. Sao? Rồi bây giờ là mình ra là tại vì lý do gì? Tại bị xô. Tại vì chủ mình xô mình. Và đáp án của chương trình là đáp án cô gái đến từ hôm qua. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về, lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính em. Và bây giờ đội nhà mình đã có thêm 20 điểm rồi, 60. Lượt thứ hai, xin mời video clip gợi ý. Ở như sau, trong đoạn nhạc gợi ý của ca khúc Bồ Câu Không Đưa Thư vừa rồi, ca sĩ đã hát lặp đi lặp lại mấy lần từ bồ câu để A 6, B 7. Ủa? A là 6, B là 7. Giờ có 5 à? Không biết. À ai? Mấy? 6 hay 7? Em trả lời đi. Rồi em biết lại sợ em không biết. Mấy? Em không biết. Bây giờ anh ra đi, anh ra đây với em. Nắm hai cái cửa, hai tay nắm hai cái cửa. Hãy đưa ra quyết định của mình một lần nữa. Chạy về, đúng rồi. Trời ơi. Đứng yên, bình tĩnh. Nè, con sói đi bắt con mồi mà cái tóc ụp xuống về sao thấy con mồi. Con nào cũng được, bắt đồng đội của nó, bắt đồng đội của nó. Con mồi là con kia kìa, về chỗ rồi, đi vô. Vâng, màn kịch đã kết thúc và chúc mừng. Bây giờ với việc trả lời chưa chính xác. Ủa? Đáp án là 7 mà mình chọn có 6 thôi. Mình chọn câu A là 6 cho nên mình không có điểm. Sói không bắt được mình, sói cũng không có điểm luôn. Dạ vâng. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo, câu hỏi cuối cùng rồi nha. Ráng lấy điểm. Âm nhạc lên. Hay quá. Wow. Tuyệt vời, đẹp trai. Thích luôn. Hát hay, nhảy giỏi. Rất giống bài Minion nè. Nhưng không biết bài gì. Hãy đoán giùm em nha. Đây là bài hát nào? A. Bốn mắt anh yêu. B. Mong đợi ngậm ngùi. Với sự đâm chiêu này, tôi nghĩ anh Trung sẽ lựa chọn phương án C. Đó là đoán tôi không biết. Mỗi đứa sẽ mở một cửa. Không. Ủa? Một người lựa thôi. Mở. 3, 2, 1, mở. Chính xác, chúc mừng. Trời ơi, đó là một sự chia sẻ hạnh phúc. Anh đã có 20 điểm nữa cho đội của mình. Hey. Tao tung bay tựa mây trắng. Tan trường chờ em đi ngang về lối này. Các bạn thân mến, khép lại hai lượt thi đấu ở vòng thứ hai. Điểm số hiện nay như sau: đội Mông trưởng thành có 80 điểm, chúc mừng. Đội Trẻ Mãi 130 điểm. Mình tạm thời đang dẫn đầu thôi. Xin mời hai đội chơi cùng với tất cả quý vị khán giả đến ngay với vòng đặt cược. Xin mời. Quý vị thân mến, đây là vòng đặt cược, vòng cuối cùng của sàn đấu ngôi sao tuần này với hai đội chơi Mông trưởng thành và Trẻ Mãi. Và hiện nay tỷ số đang chênh lệch với nhau, 80 và 103 cũng không có nhiều. Và bây giờ bắt đầu. Chúc mừng đội Mông trưởng thành. Đội Mông trưởng thành mình sẽ đặt cược bao nhiêu điểm ạ? Giờ đằng nào mình cũng đang ít điểm hơn rồi. Đúng. Mình đặt hơn luôn đi anh. 60 điểm. 60 điểm, chốt. Và câu hỏi 60 điểm sẽ có một đoạn nhạc gợi ý. Lắng nghe thật kỹ. Bài hát Cây đàn sinh viên, trong bài hát loại nhạc cụ nào được nhắc đến hết? Dạ đó chính là cây đàn guitar. Và đó là một đáp án chính xác, chúc mừng. Đàn sinh viên có cây đàn guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca. Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha, cất vang cùng lời ca. Chúc mừng nhà mình đã có 140 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một lượt đặt cược mới. Mà lượt này lại bắt đầu một lượt bấm mới. Dạ, chúc mừng. Đội Mông trưởng thành. Rung quá, bị rung. Thiệt sự luôn. Nhờ cái rung như vậy mà bấm chắc ra. Dạ đúng rồi. Lượt này mình đang hơn 10 điểm. Mình muốn đặt cược bao nhiêu điểm? Thôi mình đang thắng rồi, mình thắng tiếp đúng không anh? 10 điểm ạ. 10 điểm ạ. Em ơi, lúc đầu phóng khoáng em đặt 60 điểm, em gom về được 140. Mình biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng hợp lý. Rồi, ok, Mông trưởng thành lúc này là bắt đầu trưởng thành nhẹ rồi nè. 10 điểm đặt cược. Câu hỏi của chương trình cũng sẽ có một đoạn nhạc. Mời nhà mình lắng nghe. Sao hết ngang vậy ta? Dạ, câu hỏi này hơi khó thiệt. Hãy cho Minh Xù biết tên bài hát này là gì hết. Trung đoán đây là một bài hát cũ của một nhạc sĩ rất là tên tuổi, được rất nhiều người hát thành công. Dạ. Đây là một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy ạ. Không biết ạ. Dạ, bài hát này viết về một cô gái hay mặc áo dài ạ. Dạ. Dạ, cô gái đó tên là Hoàng Thị Ngọ ạ. Và ca khúc này tên là Ngày Xưa Hoàng Thị đúng không? Chốt là đáp án gì ạ? Dạ đây là ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị. Ngày Xưa Hoàng Thị là một đáp án chưa chính xác. Điểm số đang còn lại 130. Đội của mình có cơ hội cướp 10 điểm. Đây là bài hát Giấc Mơ Trưa của nhạc sĩ Giáng Son. Giấc Mơ Trưa của nhạc sĩ Giáng Son. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Tuyệt vời. Em nằm em nhớ một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng cánh đồng xa mờ, cánh cỏ nghiêng cuối trời. quá tuyệt vời anh ạ. Mình đang lội ngược dòng trở lại, cuộc đấu bắt đầu kịch tính hơn. Tỷ số hiện nay 140 điểm, 130 điểm. Wow. Bây giờ sẽ là đường cuối. Cho nên cái lời nói của em nó rất là quan trọng, khi mà em thốt ra cái từ đó ở đâu là phải bấm liền ngay lập tức nha quý vị ơi. Thật sự ra thì em cũng mong muốn là cả hai đội đều là người chiến thắng ngày hôm nay, bởi vì kiến thức âm nhạc quá giỏi cho nên chúng ta phải bắt đầu bấm thôi. Chúc mừng cả hai. Đội Trẻ Mãi đã giành được lượt trước tiên là như vậy đã, nhưng mà bây giờ chúng ta phải tính tới lượt đặt cược bao nhiêu điểm đây. Xin mời anh. Nhiêu anh? Sao anh? Mình đang 54 rồi phải không? Dạ. 10 tháng 2 thua. 10 nữa đi 150 tài chẳng. Cũng hợp lý. Rồi, 10 điểm đặt cược. Câu hỏi cuối cùng của chương trình cũng sẽ có một đoạn video clip gợi ý. Xin mời. Này cô bé, có manh tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua. Chờ anh với, nếu có lỡ ai cười, thì anh sẽ nói tình cờ sánh đôi. Hết, dạ. Câu hỏi này quá quen thuộc. Bài gì anh Nhật? Tóc em đuôi gà. Chính xác là như vậy rồi. Nhưng câu hỏi của chương trình là hãy cho biết câu hát cuối cùng của bài hát này là gì? 15 giây bắt đầu. Này cô bé, bé có biết chăng là vòng xe lăn bánh khiến anh ngẩn ngơ. Nào ai biết có những nỗi mong chờ, vì anh thương mãi tóc em đuôi gà. Vì anh thương mãi tóc em đuôi gà. Và đây là bộ đáp án chính xác cho mình. Em cột tóc đuôi gà này đẹp không? Không nha, hồi nãy là xõa ngang vai nha. Sao bây tự nhiên cái giờ bài cuối cái tóc em đuôi gà nó búi lên cho trẻ vậy? Cho thắng rồi. Thắng là chắc chắn rồi. 150 điểm là đội chơi chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng đội Trẻ Mãi. Nhưng cũng rất là nể đội Mông Trưởng Thành. Chúng ta có 130 điểm rất suýt sao. Cảm ơn hai đội. Và bây giờ sẽ là món quà dành cho đội chiến thắng ngày hôm nay. Xin mời. Và đây là chiếc cúp lưu niệm của chương trình. Chúc mừng. Ủa, mình vẫn còn buộc tóc à? Bởi vâng. Vì cái đuôi gà đó mang lại chiến thắng cho đội chị. Vâng, và nhờ chị là cử giữ về cái này và cầm cái này cùng với anh Nhật nha. Chúc mừng. Còn đội nhà mình sao? Hôm nay đến đây với cảm xúc như thế nào? Mái tóc đuôi gà đã đưa em và anh Trung không thể trưởng thành được ạ. Của em đó. Không thì từ đầu nãy anh Nhật có dặn ở trong là dạ. Tụi em đừng có nói bây giờ nói từ lớn tuổi hết dạ. Gặp anh thì có nói thẳng luôn già dạ. Dễ thương quá. Và ngày hôm nay cảm ơn cả hai đội chơi. Tuy là chúng ta có Trẻ Mãi hay là Mông Trưởng Thành hay là gì đi chăng nữa thì hãy luôn luôn ủng hộ cho Sàn Đấu Ngôi Sao quý vị nhé. Và khung giờ vô cùng quen thuộc 19 giờ 15 phút ngày thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ Minh Xù, các nghệ sĩ xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Yeah.